Aukus là gì? Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Mỹ, Anh và Úc đã ra thông báo chính thức về thiết lập mối quan hệ tam giác đối tác an ninh mới mạnh mẽ. Tuyên bố về thiết lập AUKUS gây bất ngờ cho cộng đồng thế giới và giới quan sát quốc tế. AUKUS được viết tắt từ Úc, tức là Australia, Vương quốc Anh, United Kingdom, Hoa Kỳ, United States. AUKUS là một thỏa thuận quốc phòng, là một liên minh phòng thủ chiến lược ba bên mới giữa Úc, Anh và Mỹ, và cũng đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều trong khu vực. Là một lục địa hải đảo phụ thuộc vào thương mại đường biển, Úc cần một lực lượng hải quân mạnh mẽ. Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân của Úc với Hoa Kỳ trong bối cảnh lo ngại có thể leo thang căng thẳng trong khu vực và châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang nhưng trong chiến lược dưới biển nơi rất quan trọng đối với hoạt động răng đe và thu thập thông tin tình báo của hải quân ngày càng phát huy tác dụng với 6 tàu ngầm cổ điển do Thụy Điển thiết kế từ những năm 1990. Động cơ đẩy điện diesel thông thường của chúng lại hạn chế khả năng hành động bí mật chung quanh một trong những khu vực hàng hải lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó, các vùng biển ở Ấn Độ-Thái Bình Dương đã trở nên tranh chấp gai gắt khi việc hiện đại hóa hải quân của trung cộng đã vượt qua nhật bản ấn độ úc và tất cả các quốc gia khác ngoại trừ mỹ những nước hiện đang tranh giành vị thế thống trị ban đầu nhằm giúp úc phát triển chế tạo và khai triển lớp tàu ngầm hạt nhân làm tăng thêm sự hiện diện quân sự cũng như hợp tác cùng nhau ở khu vực ấn độ thái bình dương nơi sự trỗi dậy của trung cộng được coi là mối đe dọa ngày càng tăng và phát triển các công nghệ rộng lớn hơn, một điểm mà các nhà phân tích đều đồng ý. Một số nhà phân tích và truyền thông cũng đã mô tả liên minh này như là một cách để bảo vệ cho Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, khỏi chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng. Các nhà phân tích khác cũng nhận định rằng Liên minh AUKUS có lẽ là thỏa thuận an ninh quan trọng nhất giữa ba quốc gia kể từ Thế chiến thứ hai hiệp ước sẽ tập trung vào khả năng quân sự tách nó ra khỏi liên minh chia sẻ thông tin tình báo five eyes bao gồm new zealand và canada trong khi tàu ngầm của úc là mặt hàng có giá trị lớn đây là cơ hội lịch sử để cho ba quốc gia với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng bảo vệ các giá trị chung và thúc đẩy an ninh thịnh vượng ở khu vực ấn độ thái bình dương tuyên bố chung viết Thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực chính như trí tuệ nhân tạo, chiến tranh mạng, khả năng dưới nước và khả năng tấn công tầm xa. Nó cũng bao gồm một thành phần hạt nhân có thể giới hạn ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trên cơ sở hạ tầng phòng thủ hạt nhân. Việc định hình AUKUS trong vòng bí mật cho thấy cả ba quốc gia, Mỹ, Anh và Úc, kế hoạch thiết lập một cấu trúc mới đặt phần còn lại vào tình thế sự đã rồi. Nó đơn giản giống như lời tuyên bố ngắn gọn của ông Morrison, August đã ra đời. Hợp tác tàu ngầm hạt nhân là đề tài nổi bật bởi vì việc Mỹ và Anh đột ngột sẵn sàng chia sẻ kỹ nghệ của họ là điều đã thuyết phục Úc đưa ra quyết định khó khăn khi bỏ kết nối với Pháp. Theo nguồn tin từ The Guardian, thì điều đó có nghĩa là Úc sẽ chấm dứt hợp đồng 5 năm giá trị 65 tỷ Mỹ Kim với Pháp vào năm 2016 để đóng 12 tàu ngầm lớp Barracuda chạy bằng điện diesel để thay thế cho hạm đội tàu ngầm Collins hiện có của Úc. Là một liên minh quốc phòng, Three Amigos cũng sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau gần như ngay lập tức về các khả năng khác ở dưới đáy biển, kỹ nghệ lượng tử mới, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo ứng dụng theo đuổi kết hợp khoa học, kỹ nghệ liên quan tới an ninh và quốc phòng cơ sở công nghiệp và nguồn cung cấp di truyền. Để bắt đầu quan hệ đối tác an ninh AUKUS, các viên chức hải quân và chuyên gia kỹ thuật từ ba quốc gia sẽ làm việc cùng chung với nhau 18 tháng tới để cung cấp cho Úc kỹ nghệ hạt nhân, cho phép nước này khai triển tàu ngầm để cải thiện khả năng răng đe trên khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Úc sẽ trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau Mỹ, Anh, Pháp, Trung Cộng, Ấn Độ và Nga. Đây là một nhát dao sau lưng, một đòn giáng mạnh vào vận mệnh kinh tế, an ninh quốc gia và chiến lược của Pháp. Giống như sát muối và vết thương, thông báo Tri Amigos được đưa ra vào trước lễ kỷ niệm 240 năm trận chiến Kebs, nơi mà hạm đội Pháp liên minh với Washington đánh bại hải quân Anh, bảo đảm chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh cách mạng. Chỉ trong vòng 5 năm, sự thèm muốn của Trung Cộng đối với chủ nghĩa đế quốc trong khu vực đã buộc phải xem xét lại hoàn toàn vị trí chiến lược của Úc. Vào năm 2016 thì việc Úc hợp tác với Pháp để mua 12 tàu ngầm được coi là cơ hội sáng tạo để cho Pháp và Úc định vị trí của mình là một tập hợp tương đối tốt, mặc dù không hoạt động và không liên kết với nhau của các bộ cân bằng ở Thái Bình Dương tạo ra lực ma sát ngày càng tăng giữa Trung Cộng và Mỹ. Khi bắt đầu có vẻ không ổn, đặc biệt là khi Trung Cộng đang có dấu hiệu mở rộng hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình. Mặc dù Trung Cộng không được đề cập rõ ràng trong thông báo AUKUS, nhưng điều đó rõ ràng báo hiệu sự cứng rắn hơn đối với quan điểm của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng và nâng cao đáng kể các thành phần chiến lược. Sam Rogervin của Viện Chloe đã lưu ý trong một bài báo viết rằng Mặc dù trước đó có lý do để đặt câu hỏi, liệu Washington có thực sự mong muốn một chiến tranh lạnh mới với Trung Cộng hay không? Thông báo này là một bằng chứng quan trọng cho thấy họ thực sự đã chuẩn bị để thực hiện một bước quan trọng như vậy. Trung Cộng đã lên án thỏa thuận này là cực kỳ vô trách nhiệm. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Zhao Lijian cho biết, nó đã phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực và tăng cường chạy đua vũ trang gần như ngay lập tức sau thỏa thuận trung cộng đã bắt đầu dồn mọi nỗ lực vào việc thu hẹp úc xuống dưới sự thống trị bất lực của trung cộng để đạt được mục tiêu đó thì trung cộng đã trực tiếp làm quen với chính trị úc tài trợ cho các hãng truyền thông nhà tư tưởng và chính trị gia ủng hộ trung cộng can thiệp vào các vấn đề khu vực của úc mở ra một cuộc tranh chấp thương mại lẫn quẩn và đưa ra cho úc một loạt các điều kiện làm khó khăn và chủ quyền bị soi mòn để khôi phục các mối quan hệ thuận lợi. Cuối cùng thì mối đe dọa hiện hữu của Trung Cộng đã khiến cho cuộc thử nghiệm của Úc và Pháp trong việc răng đe không vững mạnh cũng như cách tiếp cận hợp tác không thay đổi của Thụy Điển hoặc là Phần Lan ở châu Âu không thể thực hiện được. Thời báo Hoàng cầu một tờ báo vốn nổi tiếng là hung hăng với những tuyên bố chính thức của chính phủ đã lên án Úc và nói rằng họ đã tự biến mình thành kẻ thù của Trung Cộng và cảnh cáo rằng Úc có thể bị Trung Cộng nhắm mục tiêu như một lời cảnh cáo cho các nước nếu chạy theo nước này hành động phách lối trong liên minh với Hoa Kỳ hoặc là quyết đoán về mặt quân sự. Tờ báo này cũng nói với Úc rằng hãy tránh khiêu khích, nếu không thì Trung Cộng chắc chắn sẽ trừng phạt không khoan nhượng và kết luận như vậy quân đội Úc cũng rất có thể là đợt lính phương Tây đầu tiên lãng phí mạng sống ở Biển Đông. Nhiều nhà quan sát bao gồm cả Thủ tướng Paul Keating và học giả theo chủ nghĩa hiện thực Hughes White lưu ý rằng để đổi lấy việc trang bị cho Úc các tàu ngầm, Mỹ sẽ mong đợi sự tham gia lớn của Úc trong nỗ lực kiềm chế Trung Cộng, bao gồm và tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai với Trung Cộng. Liên minh AUKUS cũng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với Đông Nam Á, một khu vực nằm ở trung tâm của khu vực địa lý Ấn Độ-Thái Bình Dương, là trọng tâm chính của quan hệ đối tác mới. Cho đến nay thì các chính phủ trong khu vực đều kính tiếng về thông báo này. Cho dù đối với công cộng hay tư nhân, có lý do để mong đợi rằng phản ứng của họ đối với sáng kiến mới sẽ mang tính xung đột sâu sắc. Theo Diplomat đưa tin, có khả năng các viên chức ở một số quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang đối mặt với khó khăn về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở Biển Đông, sẽ âm thầm ủng hộ sự thay đổi này. Điều này khiến cho Trung Cộng phải trả giá cao hơn cho bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào của Trung Cộng. Nó cũng xua tan phần lớn ít nhất là trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden. Ý tưởng luôn bị thổi phồng rằng sau cuộc khủng hoảng ở Kabul, Hoa Kỳ đang chuẩn bị rời bỏ các đồng minh và đối tác của mình ở châu Á. Mặt khác, những khu vực rất có thể bị phân vân bởi các tác động làm tăng khả năng xảy ra xung đột. Trong khi AUKUS có thể giúp ngăn chặn hành động quân sự của Trung Cộng và giảm khả năng xảy ra xung đột, nhưng tổ chức này cũng bảo đảm rằng một cuộc xung đột như vậy sẽ tàn khốc hơn nhiều nếu nó xảy ra.